Xin chào Việt Nam. Các bạn, như là mọi người vừa thấy rằng là mình đã mua được một cái điện thoại iPhone ở bên Phần Lan cùng với một tờ bill và tờ giấy bảo hành, và mọi thứ nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết á. Nhưng mà có một vài điều mà mình cần phải lưu ý với mọi người ở đây là cái này. Nên là cái thứ nhất đó là khi mà mình mua ở đây á, thì người ta vẫn khuyến khích mình là mình sẽ mua bằng hình thức là cà thẻ. Còn mua bằng tiền mặt á, thì nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất đó là người ta sẽ không đồng ý với tiền mà mình lấy sẵn trong bóp mình đưa ra thanh toán cho người ta, tại vì người ta không có xác định được nguồn gốc của cái đồng tiền đó. Cho nên nếu như mà cả nhà muốn mua điện thoại iPhone mà bằng tiền mặt á. Welcome to Life in Every Country Channel. Chào cả nhà, hiện tại mình đang đứng trong siêu thị Prisma, là một trong những cái chuỗi siêu thị lớn của hệ thống S. Thì bên ngoài sẽ có những cái cửa hàng, những cái gian hàng như thế này để mà cho thuê lại. Thì ở Phần Lan cũng giống như là thành phố của mình Lappeenranta, thì mình thấy có ba đơn vị, đó là Telia, Elisa và DNA, là sẽ cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông. Ngoài ra còn có Giganti. Thì trong đây là một cái chợ của một cái gọi là trung tâm điện máy. Thì đến đây ngoài các thiết bị điện máy như là máy giặt, tivi, tủ lạnh, thì chúng ta cũng có thể mua được điện thoại nè, laptop, bàn phím, chuột, các thiết bị về điện tử đều có thể mua được ở đây. Và ngoài ra thì còn có một cái trung tâm điện máy khác là Power. Khi mà mình bước vào bên trong này á, các bạn có thể thấy ở trong quầy mà không có khách nào đang được tư vấn á, thì mình cứ đi thẳng vô. Còn nếu như mà có khách đang được tư vấn thì mình sẽ nhắn cái khách này để mình lấy cái số thứ tự ra, rồi mình đợi tới phiên mình thì mình tới thôi. Thì ở đây á, mình thấy rằng là người ta sẽ có nhiều hãng điện thoại giống như là bên Việt Nam mình thôi. Thì ở đây là có iPhone nè. Dùng cho cái của Apple dành cho cái iPhone 14. Còn mấy cái này rẻ hơn nè, ví dụ như cái này 14 đồng, 15 đồng, 19 đồng thì nó là hàng của hãng ngoài nên là khác biệt nhau về giá như vậy. So cả nhà, thì như mọi người đã thấy rồi đó, thì mình đã mua được cái điện thoại iPhone ở đây rất là đơn giản, thủ tục cũng nhanh gọn lẹ. Xuất một cái này ra, rồi một cái tờ bill cùng với tờ giấy bảo hành đi kèm như này rất là mỏng xanh như này đã xong rồi đó. Nhưng mà có một vài cái điều cần lưu ý, đó là cái điện thoại iPhone này ở đây á, nếu như mà mình mua thì người ta vẫn
vẫn khuyến khích dạng mua và thanh toán bằng cả thẻ chứ không có khuyến khích mua bằng tiền mặt, tại vì tiền mặt ở đây á nó hơi rắc rối một chút. Là cái thứ nhất đó là bạn phải cầm cái thẻ Visa của mình đi ra cái ATM rút tiền và lấy cái tiền đó thì vô đây mình thanh toán mới được. Còn nếu như mà mình mà thanh toán bằng tiền mặt á thì họ không có tiền mặt mà mình cầm sẵn đi ra đó, thì họ không có chịu, tại vì họ không có kiểm tra được xuất xứ được đồng tiền đó. Rồi cái thứ hai ở đây á là cái thời gian mà bảo hành. Nếu như mà mọi người biết thì mọi thường á iPhone chỉ bảo hành 1 năm thôi, và ở đây cũng vậy. Nhưng mà bữa trước mình có đi qua bên ghi game tiền á thì họ cũng bảo hành 1 năm, và những cái gói bảo hành sau đó mình phải mua thêm và tính phí. Nhưng mà ở DNA á họ lại offer một cái dịch vụ là mình sẽ được bảo hành 2 năm cộng, có nghĩa là tổng cộng 3 năm mà không, hoàn toàn không mất phí gì hết. Đó là một cái điểm cộng ở DNA, mọi người khi qua bên đây có thể cân nhắc để mà quyết định mua điện thoại ở DNA hoặc là những cái trung tâm điện máy khác. Rồi về cái eSIM thì hồi nãy mình cũng có hỏi cái bạn tư vấn viên á, thì bạn đã nói là eSIM á được sử dụng ở Phần Lan, nhưng mà với điều kiện là mình phải có một cái hợp đồng viễn thông với họ, và điều kiện để mà có ký được cái hợp đồng viễn thông đó là mình phải sống ở đây được ít nhất là 1 năm, và mình cần phải có cái thẻ giống như thẻ căn cước đó, thì bên đây người ta là Phoenix ID đó, hai cái đó thì mình mới có thể book được cái eSIM, mình có thể xài được eSIM của Phần Lan. Rồi eSIM thì mình có thể đi về Việt Nam mình xài vẫn được, nhưng mà cái phí roaming, cái phí mà dịch vụ đó, nó sẽ rất là mắc, nên là khi về Việt Nam hoặc là về nước của mình đó, mình sẽ dùng cái SIM của cái quốc gia đó thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Rồi trường hợp nếu như mà bạn muốn cho cái điện thoại này cho một người nào đó thì bạn có thể đổi eSIM trực tiếp trên cái data setting của cái phone luôn, chứ mình không có cần phải đi ra ngoài store hay là cái gì đó. Nếu như mình không rành thì mình có thể ra ngoài đó để họ làm giùm, nhưng mà mình có thể đổi cái SIM eSIM đó bằng tự mình làm được hết luôn. Đó là những cái vấn đề mà mình muốn nhắn nhủ các bạn khi mà mua điện thoại ở bên Phần Lan là như vậy. Yeah, this is about like gigabyte. Yes, okay. And can you tell me about the guarantee and warranty of this one? Okay, so basically this phone has normal guarantee of 1 year, but if you buy from DNA, you get 2 extra years. Do we have to pay anything for this extra? No, it includes okay. The price. Yes, one more case. You know, in case I come back to my country, in Vietnam, Asian country, is it available if eSIM is working there? Mm-hmm. Or I have to change the SIM to use this one? Yeah. And so, Finland eSIM, it cannot use in another country. Yeah, because it always depends on the operator. So of course you can use a Finnish in Vietnam, but it will be very expensive. So what I suggest that you use always a local one. Except if you have a Finnish postpaid contract, you can use in EU. For example, we have a EU Ratamaki cheese for up to like 34 gigabytes. So you can use one. But like in Vietnam, I suggest that you use the fee, right? Yeah, it's actually and, yes, I understand. And how, if I want to give this phone to my my family member, how to change the eSIM? You can just basically remove it from the settings. From who? From the settings. From the settings? Settings. Yeah. By ourselves? Yeah. So basically you add it yourself and you already have removed. So I can actually show you verse like that. We have this QR code here, and then you go to mobile data on the settings, and then there's the add a new SIM, and then it opens the camera and it just scans this QR code. Okay. Yeah. Okay. The price for this today is 799. Yeah. Can I buy by cash? By card? Yeah. Cash? No. Unfortunately, no. Or you can, but it has to be the exact amount because we don't have any change. Okay. So we prefer card payments. Okay. Do you have an ID? ID, yeah.
And if I cannot pay by cash, how? In case I come here the first time and I still have no bank account, yeah. Just you cost, is it unavailable? It's not unavailable, but you need to like break down the money so you can read the exact amount. So for example, you can withdraw money from the bank's ATM and then you can go to the info and they will change it so it can be the exact amount. Yeah, yeah, for the use the euro dollar to pay now, to pay for the food, but go to the ATM and what's that later? Withdraw money. Withdraw money? Yeah. No, we don't have the bank account here. Okay, but the ATM works with any, like, if you have any bank card. Visa. Yeah. Visa. Yeah, MasterCard. Yeah. Yeah, thank you. Yeah. And how about your phone number? Phone number. This is the Visa card. Yeah. In the store or ATM to withdraw the cards, and so okay. Yeah, it's also okay, but we prefer card payments. Yeah. So the current information will be found under your name. And it says that it has 12 months of normal warranty, and after that you have like the extra 2 years. So 3 years in total. That's a product. Kiitos. Are you doing? You bought a new phone? Yeah. Yeah. We bought already. Okay, which one? iPhone 14. Okay. Very nice. Yeah. Cảm ơn em. Xin chào Việt Nam. Đây là một chiếc điện thoại iPhone 14 mà mình đã mua được, và đây là một cái cover. Thì cái này mình mua chỉ có 9 đồng thôi, một cái thương hiệu của Thụy Điển. Đây là cái cover nó có sẵn ở đây rồi, mình vui cái này trước ha, cho cả nhà xem thử. Mình nhìn thấy cũng xịn sò, cũng chất lượng, có da này nọ đồ ở trong, ở ngoài cũng chất. Thì mình thấy bỏ ra 9 đồng cũng hợp lý. Còn cái miếng dán màn hình tới 29 đồng là ngân hàng đắt, mình chưa có mua. Rồi, đây là cái chiếc iPhone 14 mà gia đình mình mua. Thì thời điểm này iPhone 14 đang rẻ nhất nên là mình mua thôi. Thì nó chỉ có 799 euro thôi. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả các website bán điện thoại mới và cũ để cả nhà vào tham khảo thêm giá nha. Đó, đây là con iPhone 14 trắng tươi. Tại bên Phần Lan thì để chúng ta xem coi nó có gì khác biệt so với ở bên tại Việt Nam hay không nha. Thì ở trong phần này có cái cáp taxi và cái cáp Lightning của mình thôi. Hiện còn phần 15 nó sẽ có cái cáp taxi. Còn lại thì ở trong đây là một cái que lọt sim. Nào thả ra. Một cái rất là cơ bản và đơn giản luôn. Không có gì trong đây nữa hết. Chúng ta cần để mua thêm phụ kiện và đọc sạc. Và bây giờ mình khởi động cái con này lên cả nhà xem thử nha. Đây, nó có gì khác hay không? Đây là cái nút nguồn. Rồi, đây, rồi hình quả táo quen thuộc. Rồi, hello, open. Bây giờ chọn ngôn ngữ thôi. Mình chọn tiếng Anh. Rồi, khu vực thì nó tự động nó sẽ đặt sẵn ở Phần Lan luôn. Ở dưới đây có Việt Nam nữa không? Nghe chắc chắn là phải có rồi. Việt Nam. Ok, chọn tiếng Anh, khu vực Phần Lan. Để nó xét ngôn ngữ cho mình. Rồi, đây là cái hướng dẫn nhanh thôi. Cái gì hết. Đây, ở đây là ngôn ngữ tiếng Anh, phần phím là tiếng Anh, phần. Thì này, rồi bây giờ mình kết nối mạng thôi. Thì cơ bản mình thấy nó cũng giống như ở tại điện thoại mình mua tại Việt Nam thôi, không có gì khác biệt cả. Chiếc iPhone 14 mình thấy nó cũng khá là nhẹ và gọn. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.